Chào các em, cô tên là Trần Thị Ánh Nhung, đến từ trường tiểu học Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hôm nay cô rất vui vì được đồng hành với các em thông qua môn khoa học lớp 4, bài 42, Sự lan truyền của âm thanh. Để tiết học đạt hiệu quả tốt, các em cần chuẩn bị cho cô như sau. 1. Sách khoa học lớp 4 trang 84 và vở ghi chép. 2. Các em không ngồi quá gần màn hình. Ngồi nơi có đủ ánh sáng. 3. Tập trung nghe cô giảng bài và thực hiện tốt nhiệm vụ của bài học. Các em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi phải không nào? Bây giờ cô và các em sẽ vào bài học nhé. Trước khi bước vào bài học, cô và các em sẽ cùng khởi động bằng một câu hỏi như sau. Âm thanh được phát ra khi nào? Đối với câu hỏi này, cô dành thời gian 1 phút để các em suy nghĩ trả lời nhé. Cô tin chắc rằng các em đã có đáp án rồi. Bây giờ các em nhìn lên màn hình để xem có đúng với đáp án của cô không nhé. Âm thanh do các vật rung động phát ra. Cô chúc mừng những bạn đã có đáp án giống với cô. Cô có lời khen các bạn. Bạn nào trả lời chưa chính xác, các em cần về xem lại bài nhé các em. Các em học sinh thân mến, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều âm thanh. Và âm thanh được lan truyền như thế nào thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu thông qua bài học ngày hôm nay. Bài 42, Sự lan truyền âm thanh, sách giáo khoa trang 84. Ở bài học này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu 3 hoạt động như sau. 1. Tìm hiểu về sự lan truyền âm thanh trong không khí. 2. Tìm hiểu về sự lan truyền âm thanh qua chất lỏng, chất rắn. 3. Tìm hiểu về âm thanh khi khoảng cách nguồn âm xa hơn. Nào, cô và các em sẽ vào tìm hiểu hoạt động 1. Hoạt động 1. Tìm hiểu về sự lan truyền âm thanh trong không khí. Các em cùng đọc yêu cầu với cô nhé. Đặt phía dưới trống một cái ống bơ. Miệng ống được bọc ni lông và trên có rất ít vụn giấy như hình 1. Gõ trống và quan sát các vụn giấy. Nêu kết quả quan sát được. Thì các em có nghĩa là chúng ta sẽ đặt ống bơ ở dưới và trống ở trên, ống bơ sẽ được bọc ni lông và trên mặt ni lông này sẽ có ít, rất ít vụn giấy lên đây. Và khi gõ trống thì các em quan sát các vụn giấy như thế nào và tai chúng ta có nghe được tiếng trống hay không. Dựa vào kinh nghiệm sống cũng như là kết hợp với tranh ở sách giáo khoa, các em có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi này phải không nào? Vụn giấy sẽ chuyển động và tai ta sẽ nghe được tiếng trống. Lý do vì sao vậy các em? Thì các em cùng nhìn lên màn hình để nghe cô giải thích nhé. Khi mặt trống rung thì không khí xung quanh cũng rung động. Rung động này được lan truyền trong không khí. Khi rung động lan truyền tới miệng ống sẽ làm cho tấm ni lông rung động và làm các vụn giấy chuyển động. Có nghĩa là như thế này các em, khi chúng ta gõ trống thì mặt trống sẽ rung và khi mặt trống rung sẽ lan truyền vào trong không khí và sẽ lan truyền tới miệng ống làm cho tấm ni lông cũng rung động và khi tấm ni lông rung động thì các vụn giấy sẽ chuyển động theo. Tương tự như vậy, khi rung động lan truyền tới tai ta sẽ làm cho màng nhĩ rung động, nhờ đó ta có thể nghe được âm thanh, các em có thể nghe được tiếng trống. Vì màng nhĩ của chúng ta rung động, cho nên là tai ta nghe được âm thanh. Các em hãy nêu ví dụ cho cô chứng tỏ âm thanh được lan truyền trong không khí. Các em ạ, trong cuộc sống có rất nhiều ví dụ chứng tỏ âm thanh được lan truyền trong không khí, chẳng hạn như là
Ta nghe được tiếng trống trường, nghe được tiếng còi xe, tiếng cô giáo giảng bài, tiếng nhạc, vân vân. Cô chúc mừng những bạn đã tìm ra được những ví dụ chứng tỏ âm thanh được lan truyền trong không khí. Ngoài những ví dụ mà cô nêu trên màn hình, còn rất nhiều ví dụ khác nữa nhé các em. Vậy cô hỏi các em, âm thanh có được lan truyền trong không khí không? Âm thanh được lan truyền trong không khí, đó chính là kết luận của hoạt động 1 này của chúng ta. Các em cùng lặp lại kết luận với cô nhé. Kết luận, âm thanh được lan truyền trong không khí. Âm thanh được lan truyền trong không khí, vậy âm thanh có được lan truyền qua chất lỏng, chất rắn hay không? Thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu sang hoạt động 2. Hoạt động 2, tìm hiểu sự lan truyền âm thanh qua chất lỏng, chất rắn. Các em cùng đọc yêu cầu với cô nhé. Đặt một chiếc đồng hồ chuông đang kêu vào một túi ni lông. Buộc chặt túi lại rồi thả vào chậu nước. Áp một tay vào thành chậu, tay kia bịt lại. Em có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ không? Kết quả này cho thấy âm thanh có truyền qua được thành chậu, qua nước được không? Các em nghe cô giải thích về yêu cầu này nhé. Và kết hợp nhìn lên tranh minh họa trong sách giáo khoa. Đây. Các em đặt một chiếc đồng hồ, chuông đang reo vào trong một cái túi ni lông và các em buộc chặt miệng túi lại. Rồi chúng ta để xuống nước và không cho nước vào trong cái đồng hồ này để nó bị hư thì sẽ không còn reo nữa. Sau đó là các em sẽ áp một tay vào trong thành chậu, một tay còn lại thì các em là bịt lại. Ha, thì cô đố các em là các em có thể nghe được tiếng chuông đồng hồ reo hay không? Kết hợp với tranh minh họa cũng như là những kiến thức hàng ngày của các em có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này phải không nào? Đáp án của chúng ta chính là các em có thể nghe thấy được tiếng chuông đồng hồ reo hay là tiếng chuông đồng hồ kêu. Vì kết quả này cho thấy âm thanh có thể truyền qua được thành chậu, truyền qua được nước. Thành chậu của chúng ta chính là chất rắn, nước chính là chất lỏng. Vậy là âm thanh có thể truyền qua được chất lỏng và truyền qua được chất rắn. Cô chúc mừng những bạn nào đã có đáp án giống như là đáp án của cô nhé. Cô có lời khen các bạn. Và đó cũng chính là kết luận của hoạt động 2. Âm thanh không chỉ truyền qua được không khí mà còn truyền được qua chất rắn, chất lỏng. Các em cùng lặp lại kết luận ở hoạt động 2 này với cô nhé. Âm thanh không chỉ truyền được qua không khí mà còn truyền được qua chất rắn, chất lỏng. Cũng tương tự, cô đố các em tìm ví dụ chứng tỏ rằng âm thanh truyền qua được chất rắn và truyền qua được chất lỏng. Cũng giống như là âm thanh truyền qua được không khí thì âm thanh truyền qua chất rắn, chất lỏng, rất nhiều ví dụ để chứng tỏ các em, chẳng hạn như là gõ thước vào hộp bút trên mặt bàn, áp một tay xuống dưới bàn, bịt tay kia lại thì các em vẫn nghe được âm thanh nhé. Hoặc là áp tay xuống đất có thể nghe được tiếng xe cộ, tiếng chân người đi, tiếng vó ngựa, vân vân.
Cá có thể nghe được tiếng chân người bước trên bờ hay dưới nước để lẩn trốn, hoặc là cá heo, cá voi có thể nói chuyện dưới nước, vân vân. Có rất nhiều ví dụ để chứng tỏ âm thanh truyền qua được không khí chắc rắn, chắc lỏng. Cô chúc mừng các bạn đã tìm ra được những ví dụ chứng tỏ âm thanh truyền qua được chắc rắn và chắc lỏng nhé. Cô có lời khen các bạn đó. Vậy thì khi âm thanh khoảng cách nguồn âm xa hơn thì âm thanh sẽ như thế nào? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu sang hoạt động 3. Hoạt động 3, tìm hiểu âm thanh yếu đi hay mạnh lên khi khoảng cách đến nguồn âm xa hơn. Ở hoạt động 3, cô có một câu hỏi. Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên hay yếu đi? Nêu ví dụ. Đối với câu hỏi này, cô sẽ dành thời gian cho các em suy nghĩ trả lời là 1 phút nhé các em. Bắt đầu. Cô tin chắc rằng nhiều bạn đã có đáp án rồi. Các em nôn nóng để xem đáp án của cô phải không? Bây giờ các em nhìn lên màn hình nhé. Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ yếu đi. Cô chúc mừng những bạn đã có đáp án giống với cô nhé. Và nêu ví dụ về âm thanh sẽ yếu đi nè các em. Chẳng hạn như là khi đứng gần trống trường thì sẽ nghe rõ hơn. Còn khi các em đứng xa hơn thì tiếng trống nó sẽ nhỏ hơn. Khi ô tô ở xa thì tiếng còi nó sẽ nhỏ hơn. Và ngồi gần đài nghe nhạc thì sẽ to hơn. Nếu các em đi xa dần thì tiếng nhạc sẽ nhỏ đi. Các em ạ, xung quanh chúng ta có rất nhiều ví dụ về sự lan truyền âm thanh ra xa sẽ yếu đi. Cô chúc mừng các bạn đã tìm ra được ví dụ chứng tỏ rằng âm thanh yếu đi khi ra xa. Qua ba hoạt động vừa rồi, cô rút ra được ghi nhớ như sau. Âm thanh không chỉ truyền được qua không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng. Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ yếu đi. Đó chính là nội dung mà các em cần ghi nhớ ngày hôm nay. Các em cùng lặp lại với cô nhé. Âm thanh không chỉ truyền được qua không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng. Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ yếu đi. Để khắc sâu thêm kiến thức, cô và các em sẽ cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé. À, trước khi bước vào trò chơi nhỏ, thì cô có một lưu ý với các em là âm thanh có vai trò hết sức quan trọng, nhưng mỗi người chúng ta cần có ý thức để tránh làm ồn, làm phiền lòng đến người khác. Các em ạ, chẳng hạn như là các em đi đến nơi công cộng thì chúng ta không nên nói chuyện quá to, hoặc là ở nhà chúng ta mở nhạc là mở vặn, vừa phải vừa đủ nghe để tránh làm ồn, làm phiền lòng đến hàng xóm, đến người xung quanh nhé các em. Bây giờ cô và các em sẽ vào chơi trò chơi nhé. Trò chơi của chúng ta có tên là Khoa học vui. Trò chơi này chơi như sau: cô ra những câu hỏi kèm theo những đáp án, thì các em chọn những đáp án nào mà chính xác nhất để các em trả lời nhé. Sau đây cô và các em sẽ vào chơi trò chơi. Câu hỏi đầu tiên như sau: âm thanh truyền qua được A. không khí, B. chất lỏng, C. chất rắn, D. cả ba ý trên. Thời gian suy nghĩ 5 giây bắt đầu.
Đã hết thời gian rồi các em. Và đáp án chính xác nhất chính là câu D. Cả ba ý trên, cô chúc mừng những bạn nào có đáp án D giống với cô có lời khen các bạn nhé. Âm thanh truyền qua được không khí, chất lỏng, chất rắn, chính là câu D, cả ba ý trên. Tiếp theo, câu hỏi, âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ A. mạnh lên, B. yếu đi, C. cả hai ý trên đều đúng, D. cả hai ý trên đều sai. Thời gian suy nghĩ của các em 5 giây bắt đầu. Và đáp án của chúng ta chính là câu B, yếu đi. Cô chúc mừng những bạn có đáp án B giống với cô nhé. Cô có lời khen các bạn. Âm thanh khi lan truyền ra xa các em thì sẽ yếu đi. Tiếp theo, câu hỏi, ví dụ nào đúng về sự lan truyền âm thanh trong không khí? Các em nhớ nha, chúng ta chọn ví dụ nào đúng về sự lan truyền âm thanh trong không khí. A. Cá có thể nghe tiếng bước chân người đi trên bờ, áp tai xuống đất nghe tiếng xe cộ. C. Nghe tiếng trống trường. D. Cá voi nói chuyện dưới nước. Và đối với câu hỏi này, các em suy nghĩ thời gian 5 giây bắt đầu. Đã hết giờ rồi các em. Và đáp án chính xác nhất chính là câu C, nghe tiếng trống trường. Cô chúc mừng những bạn đã có đáp án C giống với cô. Cô có lời khen các bạn. Các em ạ, ở câu A, cá có thể nghe tiếng bước chân người đi trên bờ chính là âm thanh được lan truyền trong chất lỏng. Câu B, áp tai xuống đất nghe tiếng xe cộ chính là âm thanh được lan truyền trong chất rắn. Cá voi nói chuyện dưới nước chính là lan truyền trong chất lỏng. Chỉ có câu C, nghe tiếng trống trường là âm thanh được lan truyền trong không khí. Qua ba câu hỏi vừa rồi, cô chúc mừng những bạn nào đã có chọn ba đáp án đúng hết ba câu giống như đáp án của cô nhé. Cô có lời khen các bạn. Bạn nào trả lời chưa đúng thì các em có thể về xem lại bài và trả lời lại cho đúng nhé các em. Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Các em về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau là bài âm thanh trong cuộc sống. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Cô chào tạm biệt các em.